quý vị, xin chào tất cả các anh em. Rất vui khi hôm nay tôi lại có mặt ở đây để chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm liên quan đến sự thị trường tài chính cryptocurrency. Và nội dung chính của video ngày hôm nay đó là smart contract là gì? Chúng ta cùng đi tìm hiểu về ưu điểm, nhược điểm. Smart contract được ứng dụng trong những lĩnh vực nào? Nếu quý vị là những nhà đầu tư mới thì quý vị nên tìm hiểu, nên cân nhắc, nên xem đi xem lại cho thật kỹ trước khi đưa ra những cái quyết định đầu tư cho bản thân mình, cũng như hãy tự chịu trách nhiệm cho những cái quyết định đó. Tất cả những video của tôi liên quan đến kiến thức, liên quan đến kỹ thuật và kinh nghiệm. Và tôi hy vọng rằng quý vị là những người xem được những cái video này thì quý vị sẽ tránh được những cái rủi ro, những cái tổn thất không đáng có khi lần đầu quý vị tham gia vào cái thị trường cryptocurrency này. Bất cứ ai cũng vậy, khi lần đầu tham gia, quý vị đều có mong muốn kiếm tiền, làm giàu nhanh chóng từ cái thị trường crypto này. Nhưng kiến thức chưa có, kinh nghiệm, kỹ thuật chưa có. Với một cái tham vọng quá lớn và việc phải trả giá đắt cho những cái tham vọng này, rất nhiều người đã từng gặp phải. Bởi vậy, qua những video như thế này, tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tránh được những cái rủi ro, những cái tổn thất không đáng có khi quý vị tham gia vào thị trường cryptocurrency này. Thì đây cũng chính là cái thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến tất cả quý vị. Quý vị cũng vậy, quý vị nên lan tỏa những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà quý vị đã trải qua để những người đi sau họ không gặp phải những cái trường hợp đáng tiếc. Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Đó là smart contract là gì? Smart contract hay còn gọi là hợp đồng thông minh là một thuật ngữ mô tả bộ giao thức đặc biệt có khả năng tự động thực hiện các điều khoản, các thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng. Ở trường hợp này là các hệ thống máy tính nhờ sự hỗ trợ của công nghệ blockchain. Toàn bộ hoạt động của smart contract được thực hiện một cách tự động và không có sự can thiệp từ bên ngoài hay không cần bên trung gian thứ ba. Những giao dịch được thực hiện bằng các hợp đồng thông minh rất minh bạch, có thể dễ dàng truy xuất được và không thể bị can thiệp hoặc đảo chiều. Các điều khoản trong smart contract tương đương với một hợp đồng có pháp lý và được ghi lại dưới ngôn ngữ lập trình. Điểm nổi bật nhất của smart contract là cho phép hai bên tham gia thực hiện hợp đồng một cách chính xác, an toàn và nhanh chóng, mà không cần các bên nhất thiết phải biết nhau từ trước, cũng không cần phải gặp mặt nhau để làm việc hay một bên trung gian thứ ba, mà chỉ cần có kết nối Internet. Khái niệm về smart contract được biết đến đầu tiên bởi Lick Szabo vào năm 1993. Tại thời điểm đó, ông đã nêu ra những nguyên tắc hoạt động chính, nhưng cũng ở thời điểm ấy thì vẫn chưa có đủ công nghệ và môi trường thích hợp để thực hiện hóa việc đó. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi với sự ra đời và phát triển của công nghệ blockchain. Và Bitcoin đã đặt ra một nền tảng cơ bản cho việc thiết lập hợp đồng thông minh trên blockchain, hay gọi tắt là Smart Contract Blockchain. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thỏa mãn được mọi yêu cầu về hợp đồng thông minh. Chỉ đến khi Ethereum và Smart Contract Ethereum xuất hiện thì ý tưởng Smart Contract mới được phổ biến cho người dùng, cung cấp cho ta thêm một phương thức mới để thiết lập hợp đồng. Smart Contract hoạt động như thế nào? Cơ chế hoạt động của Smart Contract có thể nói là giống như một chiếc máy bán hàng tự động, có nghĩa chúng chỉ tự động thực hiện các điều khoản đã được lập trình sẵn từ trước. Đầu tiên, các điều khoản trong hợp đồng
sẽ được viết bằng ngôn ngữ lập trình, sau đó được mã hóa và chuyển vào block thuộc blockchain. Sau khi chuyển vào block, smart contract này sẽ được phân phối và sao chép lại bởi các nodes đang hoạt động trên nền tảng. Sau khi có nhận lệnh triển khai, thì hợp đồng sẽ được triển khai theo đúng như điều khoản đã định sẵn. Đồng thời, smart contract cũng sẽ tự động kiểm tra quá trình thực hiện những cam kết đó. Điều khoản được nêu trong hợp đồng đó. Ví dụ để quý vị hiểu rõ hơn. Ví dụ, quý vị muốn thuê một căn hộ từ một ai đó. Quý vị có thể trả tiền thuê nhà qua blockchain. Sau đó, biên nhận sẽ được đưa vào một bản hợp đồng thông minh. Bên thuê sẽ đưa cho quý vị một mật mã để vào căn hộ vào một ngày nhất định nào đó. Nếu mật mã đó không đến đúng thời hạn giữa hai bên thống nhất trong hợp đồng, thì hợp đồng sẽ trả lại tiền. Và nếu nó đến trước hạn, hệ thống sẽ giữ lại cả tiền và mật mã cho đến đúng kỳ hạn. Hệ thống hoạt động dựa trên mệnh đề nếu thì và được giám sát bởi hàng trăm người. Vì vậy, sẽ không có nỗi có sai trong việc thực thi giao nhận hợp đồng. Lợi ích của Smart Contract là gì? Smart Contract là một ứng dụng tận dụng tất cả những điểm mạnh của công nghệ blockchain mang lại. Vì vậy, nó có rất nhiều lợi ích. Và dưới đây là một số lợi ích chính. Lợi ích thứ nhất là tự động hóa. Quá trình thực hiện hợp đồng là tự động. Đồng thời, quý vị chính là người tạo ra hợp đồng, không còn phải phụ thuộc vào bên môi giới, bên luật sư hay bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Như vậy, nó sẽ xóa bỏ những nguy hiểm đến từ bên thứ ba. Lợi ích thứ hai, không bị thất lạc. Tài liệu của quý vị được mã hóa trên một cuốn sổ cái chung, có nghĩa là không thể bị thất lạc. Với blockchain, tất cả những người đều có lưu trữ lại tài liệu của bạn. Lợi ích thứ ba là tính an toàn. Blockchain sẽ đảm bảo sự an toàn cho tài liệu của quý vị. Không một hacker nào có thể đe dọa đến chúng. Lợi ích thứ tư là tính tốc độ. Hợp đồng thông minh sử dụng các ngôn ngữ lập trình, cốt phần mềm để tự động hóa các điều khoản, tiết kiệm hàng tiếng đồng hồ cho những công việc không cần thiết. Lợi ích thứ năm là tính tiết kiệm. Hợp đồng thông minh tiết kiệm cho quý vị hàng đống tiền nhờ xóa bỏ khâu trung gian. Lợi ích thứ sáu là tính chính xác. Các hợp đồng tự động không chỉ nhanh và rẻ mà còn tránh được các lỗi thường thấy khi viết giấy tờ. Ưu điểm và nhược điểm của Smart Contract. Về phần ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất, ứng dụng của Smart Contract có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực trong tương lai. Hiện tại, một số lĩnh vực đã triển khai Smart Contract như tiền điện tử, logistics, ngân hàng, bất động sản, thậm chí là trong bầu cử. Ưu điểm thứ hai là tự do, không bị một cơ quan nào quản lý. Ưu điểm thứ ba là an toàn, minh bạch. Về phần nhược điểm của Smart Contract, nhược điểm thứ nhất là tính pháp lý. Quý vị sẽ không được bảo vệ quyền lợi khi xảy ra lỗi phát sinh. Do pháp luật các nước hiện nay chưa có chính sách để khai thác quản lý Smart Contract. Nhược điểm thứ hai là chi phí triển khai. Cần chi trả cho hệ thống, cơ sở hạ tầng, máy tính và các lập trình viên giỏi để họ triển khai hợp đồng. Nhược điểm thứ ba là rủi ro có thể đến từ Internet.
Bản chất của smart contract là rất an toàn, nhưng nếu quý vị để lộ một số thông tin nhạy cảm hoặc thông tin riêng tư, có thể hacker sẽ khai thác các thông tin đó. Để tạo một smart contract cần những điều kiện gì? Thì để tạo một smart contract, quý vị cần phải có một số yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chủ hợp đồng. Smart contract phải được cấp quyền khả năng truy cập đến sản phẩm dịch vụ được liệt kê trong hợp đồng để có thể tự động hóa hay mở khóa chúng. Yêu cầu thứ hai là chữ ký điện tử. Tất cả các bên tham gia vào smart contract đều phải đồng ý triển khai thỏa thuận bằng các khóa cá nhân, hay còn gọi là chữ ký điện tử. Yêu cầu thứ ba là điều khoản hợp đồng. Điều khoản trong smart contract có dạng là một chuỗi các hoạt động và các bên tham gia hợp đồng đều phải ký chấp nhận nó. Yêu cầu thứ tư là nền tảng phân quyền. Smart contract sau khi hoàn tất sẽ được tải lên blockchain của nền tảng phân quyền tương ứng và được phân phối về cho các nodes của nền tảng ấy. Phần cuối cùng là các ứng dụng của smart contract. Một số ứng dụng hợp đồng thông minh là: ứng dụng thứ nhất, sử dụng cho các cuộc bầu cử. Việc thao túng kết quả bầu cử là rất khó, tuy nhiên vẫn có thể xảy ra, nhưng hợp đồng thông minh thì sẽ không bao giờ có thể thao túng, bởi vì những phiếu bầu được bảo vệ bởi số cái sẽ cần được giải mã và cần phải có một quyền truy cập đủ mạnh để có thể tiếp cận nó. Và sự thực là không ai nắm trong tay quyền lực như vậy trong blockchain. Ứng dụng thứ hai là sử dụng cho các nhà quản lý. Blockchain không chỉ cung cấp sổ cái đáng tin cậy mà còn loại bỏ những rủi ro nhờ vào một hệ thống tự động, minh bạch và chính xác. Thông thường, hoạt động kinh doanh thường không phải lúc nào cũng thuận lợi do phải đợi sự đồng thuận hay giải quyết các vấn đề bên ngoài và nội bộ. Sổ cái blockchain sẽ giải quyết việc này. Ứng dụng thứ ba là logistics, chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng trong bất kỳ doanh nghiệp nào đều là một hệ thống kéo dài và gồm nhiều bộ phận khác nhau. Mỗi bộ phận đều có những công việc nhất định mà phải làm tuần tự và phải được ghi lại để khi xảy ra phát sinh còn biết vấn đề nằm ở đâu. Đây là một quá trình dài hơi và kém năng suất. Nhưng với smart contract thì mỗi bộ phận tham gia đều có thể theo dõi tiến trình công việc để từ đó hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Smart contract đảm bảo tính minh bạch trong các điều khoản hợp đồng, chống gian lận. Nó còn có thể cung cấp cho ta khả năng giám sát quá trình cung ứng nếu như được tích hợp chung với mạng lưới vạn vật kết nối Internet. Ứng dụng thứ tư là trong dịch vụ y tế. Với smart contract thì hồ sơ bệnh lý của người bệnh sẽ được mã hóa và lưu trữ trên blockchain với một khóa riêng. Chỉ những người có khóa đó mới có thể truy cập vào xem hồ sơ được. Đồng thời các hóa đơn cho các cuộc phẫu thuật được lưu trữ trên blockchain và được tự động chuyển cho bên bảo hiểm. Sổ cái cũng có thể được sử dụng trong việc quản lý chăm sóc y tế, ví dụ như giám sát thuốc men, kết quả xét nghiệm hay quản lý các nguồn cung y tế. Bên cạnh đó, smart contract còn có vô vàn các ứng dụng khác, ví dụ như trong quản lý, trong dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm hoặc bất động sản. Thì trên đây là bài viết smart contract, các ứng dụng hoạt động
lợi ích của nó. Hy vọng nó sẽ giúp quý vị có thêm nhiều điều bổ ích về hợp đồng thông minh Smart Contract đang được ứng dụng và rất phổ biến trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong các chính phủ, các ngân hàng, các tổ chức tài chính, v.v. đang rất quan tâm đến ứng dụng của Smart Contract và Blockchain. Đến đây thì tôi xin kết thúc video này.